Tài sản. Nhanh nhanh. B. Làm đi cô đi uống ly nước. Mặt mà bắt hình dông. Câu số 1 nào. Hả? Câu số 1 đọc lại đáp án. C. Giải thích tại sao? Bởi vì đó là nó phù đền phù đền. Câu 2, chọn câu nào? Tại sao? Bởi số nhiều và đó là câu khẳng định. Rồi, câu số 3. Dịch về nghĩa phải là nhiều cái đầm cho nên chọn A. Câu 4. Bởi vì food là đồ ăn food là không nếm được cho nên phải chọn word nha. Câu số 5. Một tách trà a cup of tea. Câu 6. Câu 6. Nào câu 6 mình suy nghĩ nào. Anh ta có thể dạy tôi nấu một vài món ăn nổi tiếng. Anh ta có nhiều thời gian rảnh ngày hôm nay. Đó thì cô nhiều, ấy. Ok. Tại sao chọn Manny? Manny cũng nhiều mà. Tại sao chọn Manny? Bởi vì Manny cũng cộng với danh từ cũng cộng với Manny cũng có nghĩa là nhiều mà. Tại sao chọn Manny được? Bởi vì không có what time. Bậy. So. Tại sao con? Tại sao mình không xài Manny trong trường hợp này được? Thời gian là danh từ không đếm được, không thể xài any. Nếu mà mất thì được nha, mất là xài được nha. A lot of BD cho nên mình xài được a lot of có thể cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được cho nên chúng ta chọn a lot of. Câu số 7 nào. Sữa chua yogurt là cái gì? Yogurt sữa chua. Sữa chua là danh từ không đếm được. Ok, các bạn không thể chọn A được. Câu C là các bạn vứt rồi đấy. Các bạn chỉ còn A hoặc là B thôi. Các bạn chọn câu nào? Sâm đâu phải là đi với phủ định đâu. Đúng rồi, sâm nó không đi với phủ định cho nên không thể chọn B. Vứt câu B, vứt câu C thì còn câu A thôi. Isn't any là đúng nhất. Su tập trung vào, Châu tập trung vào. Câu số 8. Did you buy? Đây là câu hỏi, câu nghi vấn. Nhưng mà từ từ. Một chai dầu ăn, bottle không có sờ, tức là một chai thôi. Cooking oil là dầu ăn. Một chai dầu ăn thì các bạn đang thiếu ăn rồi. A bottle of cooking oil nhá. Chọn câu B. Rồi đúng không? Rồi sang phần speaking cho cô. Điền vô. Speaking là gì? Good evening. What can I get you? Rồi, thằng A đi vào cửa hàng của thằng B để mua đồ ăn nào, đặt đồ ăn nào. Chào buổi tối, tôi có thể lấy cái gì cho bạn đây? Tức là bạn muốn ăn gì đấy? Thằng B nói sao? Rồi thằng Phong vào gõ quán gọi. Cho tôi một đĩa ship. Chủ quán Lee ơi, cho tôi một đĩa ship. Lee Restaurant. Quán của Lì chuyên bán đó hả? Mà thằng Phong mà gọi khi thế đấy. Thật là ghê gục. Kinh của thằng Phong là trên sao hỏa rồi. À thằng Phong phải gọi Milo tới làm bạn. Milo nó có sở thích gọi là biến thái. Chết rồi Phong ơi. Rồi câu 1 nào. Đến gì vô? Đúng rồi, tôi muốn ăn gà quay, nem rán và cơm nhé. Rồi E biết em à. Certainly, chắc chắn rồi. Take your time. Here is the menu. Menu. Đây là menu nè. Rồi xong rồi thằng A nó order thêm này. Can I take your order now? Bây giờ tôi có thể order không? Thằng 2 nói sao? Thằng B nói sao? No thanh. Sao lại no thanh khủng hả? Không, cái này giờ con bảo quán con gọi thằng Bồi Bàn tới để gọi món. Mà con bảo tôi có thể gọi món không? Thằng Bồi Bàn bảo là không được. Thì có mà phá sản à? Buôn bán cho ai? Nhầm tí. Ôi, thằng Phong làm ăn thế này thì chết. Câu hai gì? Tức là thằng kia nó muốn order thì thằng Bồi Bàn nó sao? Cả thằng nào không phải A được. Được. Thằng là B. Cái gì? Thằng là B. B. À, B. Câu D. Câu D. Can I take? Tại vì nói bây ngay bây giờ tôi có thể lấy cái phần ăn của tôi không? Cái phần order của tôi không, nó mới đặt bên trên là gà quay, nem, cơm. Nó muốn ăn liền. Thằng này nóng vội ăn liền. Ai mà chế biến nhanh như vậy được ha. Thằng này Bồi Bàn nói sao? Tôi chưa sẵn sàng. Tôi có thể thêm 1-2 phút không? Xong rồi thằng A nè. Nói gì? What would you like for the main course? Main course là gì? Bữa chính. Món chính. Bạn muốn ăn cái gì cho món chính đây? B nói sao? A. Tôm ăn cà súp. Rồi ok. Súp khoai, súp cà chua. Câu A tiếp tục này, muốn uống cái gì kìa? B. B viết vào chai nước suối. Sai. C. Rồi còn gì nữa không? C. Không nha. Không. Ok, tôi sẽ quay trở lại với món order của bạn nha.
Các bạn qua cái bài bên bài số 2, các bạn look at the shopping list, hãy nhìn vào danh sách mua hàng và cái giá cả bên dưới. Làm việc nha, và chúng ta làm việc này. Have you got any yogurt? Câu này nghĩa là gì các bạn? Have you got any yogurt? Câu này dịch sao? Dịch sang tiếng Việt sao? Bạn có thể gì? Bạn có sữa chua không? Bạn có còn sữa chua không? Bạn có sữa chua không? Thằng bên đó sao? Có. How much do you want? Bạn cần bao nhiêu? Rồi, 5 carton please. 5 hộp. Năm hũ, năm hộp. Here you are. Đây nè. Do you need anything else? Câu này thì sao? Do you need anything else? Bạn cần gì nữa không? Gì bạn cần gì nữa không? Thằng A sao? No change. How much are they? Bao nhiêu tiền thế? Bao nhiêu tiền? 30.000 đồng. Đó là cái danh sách mua hàng. Các bạn nhìn vào hai cái ô cho cô. Nhìn vô. Shopping list. Nó đi mua gì? Sữa chua 5 hộp. Gà cơm. Gạo á 5kg. Mì tôm 4 gói. Package là gói, biết ra nhá, nếu mà không biết nha. Package là gói. Mì tôm. Instant noodle là mì tôm, biết nào? Mì ăn liền á. Mì tôm á. Ếch là trứng 10 trái. Thịt heo 1kg. Orange juice. Nước cam 6 hộp, 6 hũ. Thằng này mua mì tôm sang trả vậy 10.000 một gói. Đâu? Ở đâu 10.000 một gói mì tôm? Dạ. Thì 4 gói là 40.000, có 40.000 nói gì đâu? 40.000 4 gói mì tôm. 40.000 á. Đây mì tôm mà ha, mì cay mà đen đen. À mì đen đó. À. Còn 20.000 một gói kìa. Mì gì? Mì omachi 8.000 một gói kìa. Rồi ok. Hảo Hảo 4.000 một gói. 5.000. À bán lẻ 5.000, xỉ 4.000. Rồi ok. Ở giá ở đây nó mắc hơn ha. Rồi mình coi này, sữa chua 6.000 một hũ đúng không? Không. Có vẻ mắc hơn mình rồi. Mắc quá. Rồi, cửa hàng này bán hơi mắc. Ủa bây giờ cũng gạo 30.000 một ký là gạo ngon rồi nè. Ok. Mì tôm 10.000 một gói, ở đây toàn ăn ngon. Trứng 5.000 một trái là trứng Qatar rồi. Thịt heo 70.000 một kg là quá rẻ rồi. Thịt heo bữa nay phải 120, 130, 130. Rồi. Orange juice, nước cam 7.000 một hũ. Vãi đắt vãi. Một hộp á. 7.000 một hộp. Mắc cái gì, đúng rồi. Vô mốt con đi mua chỗ bà Nga bao nhiêu? 8.000, 10.000 rồi. Ok. Rồi. Bây giờ thực hành cho cô. Thực hành đi. Bây giờ cô nói các bạn đi mua mì tôm cho cô. Rồi, hai đứa đóng vai mì tôm. Hai thằng con trai sẽ là A và bốn đứa con gái sẽ là B. Rồi đọc đi, hai thằng con trai đọc trước. Have you got any instant noodles? Nào, bốn đứa con gái đọc nào. Yes, we have. How many nha? Tại vì mì tôm đây đếm được. How many do you want? Tiếp. Four packets. Please. Rồi, đếp mấy đứa con gái. Here you are. Do you need anything else? Rồi, mấy thằng A đọc nào. No, how much are they? Trả lời cho, bắt nó trả tiền cái, nó hỏi tiền đi, đến trả kia. 40.000 là 40.000 đồng. Rồi lại nha. Nói cho cô nước cam. Rồi, mấy đứa con trai đi mua nước cam đi. Thì mấy đứa con gái phải hỏi chứ. Không, mấy thằng con trai đi mua đi. Have you got any orange juice? Nào mấy đứa con gái nào. Yes we have. How much do you want? Rồi. 6 carton please. 6 carton please. Tiếp. Tiếp đi. No thanks. How much are they? Đây A. 7 x 6 bằng 42. 42.000. Còn chưa, bao nhiêu tiền? 42.000. 42.000 gần đồng. Nha, 6 x 7. 6 x 7 42 hả? Rồi, tiếp theo. Đi mua con thịt heo. Bây giờ mình đưa con gái đi mua mấy thằng trai bán hàng. Mình đưa con gái đi mua thịt heo nè. Gì? Any pork? Yes, we have. How much do you want? 1 kilo. Please. Mấy thằng đây. Here you are. Do you need anything else? No, thank you. How much are they?
bao nhiêu? 70 đồng. Ok. Rồi. À, mấy đứa con gái đi mua cho cô trứng nào. Đi mua trứng. Yes, we have how much? Mới hả? Chúng đến được. How many? How many? Do you want? 10. Please. Tiếp. Do you need anything else? Mấy đứa con gái nào? No. Okay. How much are they? They 10 trái. Nó 50 ngàn. 50,000 đồng. Rồi, very good. Các bạn qua bài bên. Qua bài reading.